không biết nó mở lại chưa mình cái đó khỏe luôn ngày cảnh đó thì đó chặt quá đó vậy mình phải làm công việc em không bao giờ không làm em làm hoài em làm hoài em bệnh em phải làm quen rồi em không bao giờ dám ở phòng nói chuyện cho nó nghe em nói chuyện cái quầy nó kế cái lo cái hư vọng than tiếng luôn nói lớn quá ngày nào cũng phải quay không nói chuyện mấy ông không có cái quay không rồi mấy chị đâu có cái coi mấy ông này lãnh không nè em đâu có lãnh gì đâu vậy đó hết rồi rảnh gì đó không là rảnh là buồn nữa 4 tháng dịch em tưởng em bị khùng 4 tháng dịch bắt rau em tưởng em bị khùng em stress luôn em nằm ở trong phòng mà em thấy giống như tự mình nhát mình tự sợ ma luôn tại mở có mình à rồi có nuôi con chó mà đâu có ai đâu bà ngoại ở Củ Chi nhà bà ngoại em thì ở quận 7 em muốn nhà riêng em ở nó stress nó áp lực không được vừa mở cửa ra cái là mà giờ cũng một phòng có mình à nhà của đâu có ai phải có anh chị em có bạn bè đông có đỡ không còn mình đâu có ai bạn mà muốn ở với Don nè mà nó đi qua bên cái quán nó ở chung cư em nó phong tỏa trước bởi bị nhốt có mình nè trời thấy em vậy chứ mà nhiều khi em nhức đầu em có bói hả thì có ai có bói với coi coi hồi đó dùng có coi bói có bói nó xạo không mà nó cổ đàn ông em nói chuyện nghe là nó mà coi bói trúng cho mình á là nó coi cho bản thân nó trước rồi nghe là mình đúng không là đang bỏ đàn ông hoài sao bỏ rồi tại mê trai khổ gắng chịu chứ mệt phải không trai có cặn hơi gì mà ừ mê cái đó đó nè chị nghe em vui thì đó em cũng mê vậy đó thấy mẹ em luôn cũng có mê như đó đó khóc lên khóc xuống ai trắng hả trời ơi nó đi chơi gái rồi nó mê gái lắm nó quận tư mà nó ăn chơi quậy lắm dân đi chơi ham vui mình là làm không mà sao chơi nổi muốn làm ta tôi thiệt không mà chị rảnh là chị phải đi kiếm mấy cái đó đó cho nó quay khỏa ví dụ như đi khiêu vũ nè đi tập yoga tập thể dục cho nó vui vô trong mấy đó mình cũng có bạn đàn bà với đàn bà chơi với nhau có gì đâu nó đỡ rồi mày vô nó đừng cho ta mượn tiền nghe không vô chổng thì khi nó làm không nó mượn tiền xu đúng không mình đâu có biết ai thiệt ai giả đâu người ta chơi với mình thì tiếp cận mình cũng phải đề phòng rồi lỡ người ta lợi dụng mình hiểu không đấy rồi đó thấy chưa nói mà em mấy cái đó làm trải qua hết rồi bây giờ sao bây giờ giống như người mình thiệt tình đúng rồi người ta chơi với mình thiệt tình mình nghĩ 5 triệu 10 triệu kệ mẹ nó cho nó mượn đâu có gì nó giục ta đó và xong mình tức chết luôn phải không là nó giờ đánh nó giờ đang muốn người đời á đó thấy không khổ không chi vậy để đưa tiền cho người ta phải đi năn nỉ nó trả nó đi mướn người đòi không mày kẹt tiền tao cho 1 triệu 2 triệu cho luôn mượn không có cửa mượn khỏi mượn má mượn có trả đâu hồi xưa vậy em vậy mày muốn mượn chỉ với giang hồ đi mượn mấy đứa đó đi rảnh đi đòi tao đâu có rảnh đâu đi đòi giờ mày kẹt đóng tiền điện hay đóng tiền nước hay cho con đi học nhiêu 2 triệu 3 triệu cho mẹ mày luôn mày vui vẻ được rồi rồi thôi cho nó mượn mà tức thêm được gì em nói chị giờ đi ra đường nó lợi dụng không mà quỷ ma mà em sợ lắm em lo em làm kiếm tiền không bao giờ ra đường giờ sợ lắm ra đường giờ sợ lắm đâu có biết em sợ lắm á chị con gái ha còn em BD nó còn quỷ hơn cái đó nữa tại vì bị hoài bởi mình rút kinh nghiệm đàn bà tao không đỡ còn BD là vừa có đàn bà vừa có đàn ông đâu có biết được chơi chung họ đâm sau lưng khóc chết tại bởi vì em nuôi chó luôn chơi chó luôn rồi bán em rồi cơ dạ thôi để em ra ngoài rảnh có gì ra ngoài ngồi chơi với em dạ cảm ơn hai bé nha ủa sao vô đây ngồi rồi trời ơi vậy đó hả vô đây
Hồi nãy có muốn ghế không? Có. Rồi bỏ luôn. Tào lao ghê. Ăn cái ăn chiên không? Chiên cho tụi nó ăn. Ăn không? Ăn không mấy chị ăn gì? Ở đây đâu có wifi đâu hả? Có wifi của tôi mà vô không được. Vô đông quá à. Sợ nhức đầu vô trong kia ngồi. Ăn không? Lựa đi, lựa đi, kêu Khang chiên cho đi. Kêu nó đừng lấy tiền chửi nó đó. Muốn ghế thôi bỏ luôn hả? À, muốn ghế đi chở vô. Đóng hụi, đóng tiền điện rồi nè. Kệ đi, vô đóng tiền điện phụ đi, tiền nước. Để tội nghiệp nó, đóng tiền điện, tiền nước phụ nó. Đóng tiền điện, tiền nước rồi phụ nó, kệ đi. Tôi thấy là ổng đóng cho bà với tôi nhiều nhất á. Vậy hả? Không có đâu má ơi. Đụng luôn nha. Tôi là ổng đóng bình ga má ơi. Thôi kệ đi anh ơi, giúp đỡ em vậy, vô đây mỗi ngày ủng hộ đi anh. Vui vẻ đi. Vui vẻ đi, có sao đâu. Gầu quá trời. Sợ đâu, sợ quá em. Lấy đi. Ờ chồng em đó. Ừ, đó chồng em. Bà xã của em. Thiệt. Đĩ mập quá trời, mập ăn quá. Mày đứa hơn nhau 7 năm rồi mà chưa có con. Chơi hoài mà đẻ không có được. Chơi quá thì chơi mà đẻ không được. Rầu quá. Qua đóng tiền điện. Sợ mấy đơn của đang không đủ tiền đóng tiền điện nè. Đóng tiền điện kệ đi, vui vẻ đi. Ngày 60 là tháng nhiêu? Trời ơi, 1.8 đúng là tiền điện luôn rồi đó. Hết tiền rồi, ăn thiếu cuối tháng trả. Lần trả 500 cũng được đó. Tháng trả 2 lần, 3 lần. Trời ơi, ông xã luôn hả? Chế người ta luôn đi mà. Không, ào vô mớ khách hết, thấy không? Đâu có còn giống như lúc đầu đâu. Đầu buôn bán chỗ này chết. Hồi mà không có bằng hồi xưa một góc. Cái tuần đầu tiên ha, tôi bán thấy ham lắm á. 8 triệu, giờ cũng 5 triệu. Trời ơi, vậy hả? Ngày bán 3 triệu lội mắt bà, bán được nhiều cho bà nói đó. 2 triệu không? 2 triệu mấy. Đó, bà nhìn cho tôi bán được nhiều. Tôi còn là một mâm nữa đó. Không có tới đâu, không có bán hết đâu. Một mâm mà bán còn nửa mâm. Gầu. Ở ngoài kia là đứng không. Nè bao nhiêu quầy đứng không? Ra lúc mà giải lao á, ồ ra còn thấy không ngồi không ngủ. Khỏi rồi. Để kiếm đem người phụ nãy chạy lòi luôn. Chạy lòi con luôn. Chạy. Cho nghỉ rồi. Gấp quá đó. Trời ơi chạy quá, chạy tự bưng, tự vô tương, tự đi thâu tiền, tự làm, tự bưng nước. Qua phụ cho bởi vì đi. Tháng trả nhiêu? Tháng 50 triệu. Đâu nãy giờ có xé gì đâu. Có đưa cho em không? Cái này đâu có cái ghế đâu. Cái này tiền của em không mà, đâu có ghế gì. Hồi nãy giờ bà có thâu của ông này không? Cái ghế số ghế của ông hả? Sao ông bút ra trả không? Ngồi đi, không có bóc đâu, ngồi đi. Bữa nay em hết thích rồi. Chị
toilet.